Đây, quay vào văn học này. Bài thứ nhất là chúng ta học nguyên lý thiết kế nhà bê tông cốt thép. Đây là bài chương bài 1, nguyên lý thiết kế nhà bê tông cốt thép. Phần thứ nhất là nguyên lý chung. Cái bài này thì rất là để giới thiệu để chúng ta hình dung được là cái quá trình mà thiết kế bê tông cốt thép. Thực ra cái này thì chúng ta cũng đã làm quen trong cái phần bê tông cốt thép 1 trong đồ án môn học rồi. Cái này thì trong cái phần bê tông 2 là chúng ta đi sâu hơn, thì cái bài này là bài giới thiệu một cách tổng quát về cái phần nguyên lý thiết kế nhà bê tông cốt thép. Thì chúng ta biết là cái phần kết cấu của chúng ta ấy, thì bao giờ thì nó bắt đầu xuất phát từ các yêu cầu về phần kiến trúc. Thì từ cái bản vẽ kiến trúc ấy, từ bản vẽ kiến trúc thì trên cơ sở người ta yêu cầu những cái vấn đề lưới cột này, bố trí cột vân vân, thì chúng ta bố trí cái mặt bằng kết cấu. Thì như vậy cái phần bản vẽ kiến trúc ấy là thực chất là họ cung cấp cho chúng ta những cái phần là các cái yêu cầu cơ bản để hình thành ra công trình. Trong đấy yêu cầu thứ nhất là có thể bố trí cột để không ảnh hưởng đến cái công năng kiến trúc này. Xong đấy là yêu cầu về công nghệ. Công nghệ, ví dụ như các cái nhà máy vân thì có yêu cầu về công nghệ. Thì trong các cái công trình chúng ta sử dụng, thế trong nhà H1 hoặc nhà H2 thế, thì chúng ta phải bố trí các cái công nghệ. Đây là công nghệ chẳng hạn như là giao thông theo phương đứng, giao thông theo phương ngang. Dựa trên cơ sở đấy thì chúng ta hình thành được các cái bản vẽ kiến trúc. Như vậy cái phần chúng ta nhìn thấy là giữa cái không gian kiến trúc, loại hình và chiều cao của công trình và kết cấu nó có một quan hệ rất chặt chẽ. Cái này thì các bạn cũng có thể hiểu được trong cái phần đồ án bê tông 1. Chẳng hạn như là chúng ta thiết kế một cái công trình mà chẳng hạn để phục vụ cho một cái nhà xưởng hạn, thì dựa trên các cái lưới cột cơ bản đã có trong phần đồ án bê tông 1 của chúng ta, dựa trên cái phần lưới cột yêu cầu kiến trúc để chúng ta bố trí các cái dầm vân vân, để nối các cái cột lại với nhau bằng các cái dầm. Xong đấy chúng ta có thể đưa ra cái giải pháp kết cấu của chúng ta là có thể bố trí thêm dầm phụ hoặc không thể bố trí thêm dầm phụ vân vân. Thì cái này chúng ta đã học trong phần bê tông 1. Như vậy để có được cái phương án kết cấu thì các bản vẽ kiến trúc của chúng ta là phải khá đầy đủ chẳng hạn như vậy. Ví dụ đầy đủ ở đây là gì, tức là thứ nhất nó phải có được các cái mặt bằng kiến trúc, cái mặt cắt kiến trúc và các cái cấu tạo kiến trúc. Ví dụ trong phần đồ án bê tông 1 thì chúng ta chỉ riêng một cái đơn giản là chúng ta có phần cấu tạo sàn, là cấu tạo sàn bê tông cốt thép của chúng ta đang phần học trong phần bê tông 1. Thì cái này trong đồ án môn học của chúng ta vẫn phải vẽ được cái phần cấu tạo của cái sàn này. Thì chúng ta ở dưới nó có một cái lớp là vữa chát, ở trên là có một lớp vữa lót và trên này là gạch lát. Như vậy cái phần cấu tạo kiến trúc này nó ảnh hưởng đến cả cái phần thiết kế kết cấu, đó chính là phần là để khi chúng ta xác định được cái phần tải trọng là một. Cái thứ hai, trong trường hợp là trong những yêu cầu phần kiến trúc chẳng hạn như đối với các cái nhà này hạn, thì người ta phải bố trí thêm các cái dầm, ví dụ người ta bố trí thêm các cái dầm ở đây. Thì như vậy là với cái chiều cao dầm này thì rất nhiều các cái dự án người ta khống chế là cái chiều cao dầm này không được vượt quá bao nhiêu đấy, để nó không ảnh hưởng đến các cái chiều cao của kiến trúc. Thì ở đây là cái chiều cao kiến trúc thì người ta phải có một chiều cao kiến trúc đây. Như vậy dựa trên các cái yêu cầu kiến trúc này để chúng ta có thể bố trí được các cái hệ dầm cột vân vân. Như vậy giữa kiến trúc và kết cấu bao giờ nó cũng phải có những cái quan hệ rất là chặt chẽ với nhau. Bên cạnh đấy thì không những cái phần kiến trúc mà cái phần cơ điện và phần cấp thoát nước là đây là những cái phần mà cũng phải quan hệ với nhau rất chặt chẽ. Chẳng như chúng ta bố trí cái dầm đây, nhưng mà chúng ta biết là thí dụ như ở đối với các cái nhà cao tầng thì khi mà chúng ta bố trí cái dầm như thế này thì ở dưới người ta phải bố trí các hệ thống đường ống kỹ thuật, chẳng như hệ thống điều hòa vân vân. Sau đây ở dưới này bắt đầu mới có hệ trần. Như vậy cộng thêm cái phần hệ thống kỹ thuật này thì nó sẽ chiếm chỗ của cái phần chiều cao trần ấy, rất là lớn. Chính vì vậy mà cái chiều cao dầm chúng ta không bao giờ, trong nhiều trường hợp là chúng ta không làm được cái dầm như này, mà do yêu cầu công trình chật hẹp chẳng hạn thì chúng ta phải bố trí không những cái dầm như vậy, chúng ta phải bố trí thành những cái dầm bẹt như này. Thay vì phát triển theo chiều cao như chúng ta học trong phần bê tông 1, là chúng ta có thể chọn chiều cao dầm từ 1/8 đến 1/12 đối với dầm chính, hoặc từ 1/12, 1/16 vân vân đối với dầm phụ vân vân. Như vậy thì chúng ta là chuyển sang cái giải pháp là cái dầm, tức là phải cái bề rộng dầm nó phải lớn lên và chiều cao dầm phải nhỏ lại để đáp ứng được các cái yêu cầu về kiến trúc cũng như là các hệ thống của EMI.
thực ra là cái phần MI này là phần rất quan trọng. Tuy nhiên hiện nay thì đúng là các kỹ sư về MI của chúng ta ấy, thực ra là trong những năm gần đây thì mới đào tạo được ra, nhưng mà thực sự là khi hiện nay khi các kỹ sư này nó rất thiếu các kỹ sư chuyên nghiệp và có trình độ cao. Còn trong cái phần về kết cấu thì về cơ bản thì các kỹ sư kết cấu của Việt Nam thì cũng cơ bản là cũng đáp ứng được các yêu cầu phát triển của kiến trúc cũng như là các phần khác, tức là đáp ứng có thể đưa ra các giải pháp kết cấu thỏa mãn được yêu cầu. Đấy. Chúng ta cứ nói thế chứ bởi vì trong những năm trước ấy, hầu hết tất cả các nhà mà từ 60 tầng trở lên thì tất cả đều do các kỹ sư của nước ngoài thiết kế hết, từ kiến trúc của nước ngoài này, kết cấu của nước ngoài, MI của nước ngoài. Tuy nhiên trong những năm gần đây thì các cái phần kết cấu ấy, thì chúng ta và phần MI là bắt đầu được đảm nhiệm. Tự nhiên về cái ý tưởng kiến trúc thì cái này thì do yêu cầu các chủ đầu tư thôi, thì người ta có những phần kiến trúc khác nhau. Tuy nhiên là về cơ bản là các kỹ sư kết cấu của chúng ta là cũng đáp ứng được. Ok. Trong cái phần này thì chúng ta lưu ý một cái là giữa phần kiến trúc và kết cấu, khi mà chúng ta đưa ra được một cái giải pháp kết cấu ấy, thì chúng ta phải liên quan đến vấn đề là tính khả thi của phương án thiết kế. Tính khả thi ở đây nó có các khía cạnh như sau, tức là tính khả thi này đầu tiên là nó phải phù hợp được với phần kiến trúc. Bởi vì có những phần kiến trúc mà nó kiểu nó quá phức tạp thì phần kết cấu của chúng ta đưa ra nó phá vỡ cả cái phần kiến trúc thì không đúng, đúng không ạ? Tức là cái này là nó phải phù hợp với giải pháp kiến trúc. Cái thứ hai là nó phải có cái giải pháp kết cấu này của chúng ta là phải có cái phù hợp với cái điều kiện sử dụng của công trình. Tức là có những điều kiện sử dụng ở đây, chẳng hạn như có thể là những cái nhà tạm thì có thể là yêu cầu về bền vững không quá lớn, nhưng những cái công trình mà có thể yêu cầu 50 năm hoặc 100 năm hoặc 100 đi dài hơn ấy, thì cái này chúng ta phải thiết kế theo yêu cầu sử dụng công trình và đáp ứng về yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Tức là yêu cầu phòng cháy chữa cháy ở đây có ý nghĩa là như sau. Tức là hệ kết cấu của chúng ta đưa ra thì cái mà các bạn học cũng chỉ đơn giản thôi. Chẳng hạn đối với đoàn bê tông 1 thì chúng ta sẽ có một cái, ví dụ chúng ta có một cái dầm như này. Thì các bạn cũng chỉ vẽ được đây là cái cột đai. Đây là, ví dụ đây là cột thép cấu tạo hoặc cột thép chủ lực gì đấy. Nó chỉ yêu cầu một cái là cái lớp bảo vệ của cái này này. Lớp bảo vệ của cột thép này bằng bao nhiêu để đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Được rồi, đối với các loạt các cái nhà cao tầng ở Việt Nam khi đi vào kiểm tra thì hầu hết các lớp bảo vệ này đều không đảm bảo với yêu cầu phòng chống cháy. Thí dụ lớp bảo vệ yêu cầu dùng phòng cháy cháy là từ cái mép bê tông này đến cái phần cốt trọc là lớp bảo vệ là phải khoảng bằng 30mm để đảm bảo cho cái phần cái cháy nó xảy ra trong khoảng 60 phút thì nó vẫn chưa ảnh hưởng đến các kết cấu chịu lực, hoặc là nó bằng 25mm chẳng hạn, thí dụ thế. Đối với các công trình, các cái dầm phụ thì như vậy các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy ở đây nó có nhiều vấn đề. Thí dụ thầy chỉ đơn cử một cái là chỉ riêng lớp bảo vệ của cái phần cốt thép chịu lực trong các cái dầm bê tông cốt thép thì đấy là một cái là cũng là đảm bảo được cái yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Thế là cái yêu cầu phòng cháy chữa cháy thì càng ngày, thực chất là bây giờ chúng ta biết là khi thiết kế một cái dự án bao giờ người ta cũng yêu cầu cái thứ nhất là phải thẩm tra về vấn đề chuyên môn, cả như là về kết cấu bê tông cốt thép, về kiến trúc, về MEP vân vân, tất cả như vậy. Tuy nhiên song song với đấy thì nó có một cái phải thẩm định về phòng cháy chữa cháy, và cái phần này là khó được phê duyệt nhất. Rồi. Ngoài ra cái phương án đưa ra của chúng ta là phải đảm bảo được là có thể thi công được. Có nhiều cái giải pháp là chúng ta không thể thi công được. Đấy, chúng ta chỉ nói một cách đơn giản, ví dụ như là chúng ta có một cái bể nước hoặc một cái bể nước ngầm đấy. Cái bể nước ngầm. Đây một cái bể nước ngầm bình thường. Đây là đổ bê tông cốt thép xung quanh bể đông cốt thép. Tuy nhiên là chúng ta bảo cái này đổ bê tông toàn khối. Tuy nhiên cái chiều cao cái này nó rất nhỏ. Chẳng hạn như độ khoảng chúng ta chỉ vì chẳng hạn đặc biệt là cái nhà dân người ta chỉ có thể thiết kế được 1 mét thôi. Mà chúng ta yêu cầu đây là phải đổ bê tông toàn khối. Thì đổ bê tông toàn khối được. Nhưng mà làm sao mà lấy cái cốt pha này ra? Khi mà chúng ta bảo có cốt pha đây thì chúng ta không thể với cái chiều cao 1 mét này thì công nhân không thể chui xuống để lấy cốt pha được. Và như vậy cái giải pháp của chúng ta đưa ra là thi công là phải sàn này đổ bê tông toàn khối là không được. Như vậy cho nên vì thế mà các cái nhà dân người ta hay cái này là người ta bảo thôi chúng ta thay của nó bằng bê tông lót ghép, chẳng hạn như là xung quanh đây chúng ta có thể đổ bê tông, đáy đổ bê tông,
và riêng cái phần trên này thì chúng ta đưa phần lắp ghép chẳng hạn. Cho nên là chúng ta thấy là từ những cái việc nhỏ như này hoặc đến những công trình lớn, bắt buộc là cái giải pháp kết cấu chúng ta đưa ra là phải đảm bảo có thể thi công được. Thầy dạy có bị nhanh không các bạn? Hơi nhanh thầy ạ. À? Hơi nhanh ạ. À, ok, rồi. Khi nào các bạn thấy thầy nói nhanh các thứ thì các bạn nói để thầy điều chỉnh. Ok. Như vậy cái phần thứ nhất là phần nguyên lý chung ấy, là khi mà chúng ta đưa ra một phương án kết cấu thì nói chung lại trong cái phần này thì tính quan trọng nhất là phải tính khả thi của phương án thiết kế. Rồi. Phương án thiết kế ở đây có nghĩa là nó phải phù hợp với phần kiến trúc này, phù hợp với cái hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà này hoặc là trong công trình này, và phù hợp với các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và phải đảm bảo được thi công được. Một trong những cái quan trọng mà bây giờ các chủ đầu tư rất quan tâm đó chính là cái phương án kết cấu của chúng ta phải đưa ra phải có giá thành công trình hợp lý. Cái này thì càng ngày nó trở thành một cái yêu cầu rất là quan trọng, bởi vì bây giờ là các cái công trình mà không những là công trình của nhà nước mà công trình ở đâu cũng thế, với các cái vốn đầu tư thì chúng ta phải đưa ra cái thiết kế một cái giá thành công trình hợp lý. Còn trong cái phần các cái đồ án chúng ta thì chúng ta đang học để chúng ta hiểu biết rằng là vấn đề thiết kế một công trình là như vậy, quá trình thiết kế là như vậy. Tuy nhiên để chọn một phương án kết cấu để phù hợp với giá thành hiện tại và có thể đưa ra phần tối ưu thì đây là một cái vấn đề nó cũng phải mất nhiều thời gian để chúng ta trong quá trình làm việc sau này. Chính vậy mà khi mà chúng ta đưa ra phương án thiết kế là chúng ta phải có các cái so sánh các phương án thiết kế để chọn ra được một cái giải pháp tối ưu. Cái này chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp theo. Rồi. Rồi, cái này thầy vừa nói xong. Rồi. Ok. Đây là cái phần thứ nhất là cái phần khái niệm chung. Khái niệm chung tức là ở đây thực ra nói là chủ yếu là nói về phương án kết cấu phù hợp với các cái kiến trúc và các cái hệ thống kỹ thuật trong công trình vân vân đã khai một số yêu cầu. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề là cái quy trình thiết kế kết cấu bê tông cốt thép. Đây. Thì cái này thì cũng giống như phần đồ án bê tông 1 ấy, thì cái quá trình thiết kế bê tông cốt thép của chúng ta, thiết kế kết cấu bê tông cốt thép của chúng ta bao gồm cái phần tính toán và phần cấu tạo. Thì cái này chúng ta đã được học trong phần bê tông 1 rồi. Trong phần bê tông 1 của chúng ta thì chủ yếu nặng về phần tính toán, còn phần cấu tạo thì cũng là rất là khá là ít, đúng không ạ? Rồi. Trong cái phần bê tông 1 thì đấy thầy chỉ đơn giản một cái là ví dụ đối với chúng ta chẳng hạn như đúng ra chúng ta thiết kế sàn. Cái này chúng ta đang làm đoạn bê tông 1. Thì bước thứ nhất của chúng ta là gì? Bước thứ nhất là chúng ta phải lập được cái sơ đồ kết cấu. Lập cái sơ đồ kết cấu. Thì đối với cái sàn của chúng ta, cái này chúng ta các bạn đang làm đồ án môn học, thì các bạn sàn của chúng ta là gì? Sau khi chúng ta đã lập sơ đồ kết cấu này là phụ thuộc vào cái mặt bằng kết cấu. Đây thầy chỉ đơn giản một cái đồ án của các bạn là các bạn đang làm như thế này. Thầy vẽ một góc. Đây là các cái cột. Đây là các cái cột trong phần đồ án môn học. Thì hiện nay là chúng ta đang chúng ta chia ra thành các cái dầm chính nối các cái cột lại với nhau. Bình thường nếu mà khoảng cách giữa các cột không lớn lắm thì chúng ta có thể chọn chiều dày sàn lên và đổ bê tông. Nhưng trong cái này chúng ta chọn cái giải pháp, ví dụ chúng ta bảo chia cái ô sàn này thành bổ sung thành các cái dầm phụ. Chúng ta bổ sung thành các cái dầm phụ. Như vậy đây là dầm phụ của các bạn. Thì như vậy dựa trên cơ sở của cái dầm phụ này thì cái ô bản của chúng ta
đã chia nhỏ thành, như vậy trong đồ án môn học của các bạn thì đây là cái giá trị L1 và đây chính là giá trị L2. Như vậy dựa theo tỷ số là L2 trên L1 lớn hơn hoặc bằng 2, trong đồ án môn học của các bạn lớn hơn bằng 2, thì các bạn xem đây là bản loại dầm. Nhưng thực chất cái bản này là bản kê bốn cạnh. Cái bản trong đồ án môn học của các bạn chính là bản kê bốn cạnh. Tuy nhiên để đơn giản về mặt tính toán thì chúng ta bảo là với tỷ số L2 trên L1 là chúng ta cho thành bản loại dầm. Nhưng thực chất trong đồ án môn học của chúng ta là đây. Đây là chúng ta tách một cái ô bản này ra thành đây. Thì chúng ta bảo đây là dầm, đây là dầm. Như vậy chúng ta bảo là vì cái tỷ số này, trên tỷ số này, tức là phương cạnh ngắn nhỏ hơn 2 lần phương cạnh dài, tải trọng chỉ truyền theo một phương. Như vậy một phần phương, một cái phần theo phương này có truyền không? Mà có, nhưng nó rất nhỏ, là cái phần cục bộ này. Nên nó so với sự làm việc tổng thể cái này thì chúng ta bảo cái này nó rất nhỏ. Trên bản này có thể là bản loại dầm. Đây chính là đồ án môn học của các bạn. Tuy nhiên vì đây là các ô bản của chúng ta làm việc liên tục với nhau thì chúng ta cắt một cái băng 1 mét này theo chiều làm việc của cái bản để chúng ta tính toán. Như vậy việc lập sơ đồ kết cấu này là dựa trên mặt bằng kết cấu, dựa trên vấn đề truyền tải trọng để chúng ta lập cái mặt bằng kết cấu. Rồi. Thế cái mặt bằng phương án là mặt bằng kết cấu làm thế nào? Tức là chúng ta phải chọn phương án kết cấu làm thế nào để tải trọng. Khi mà lập phương án kết cấu thì chúng ta có cái phần là tải trọng này phải đi theo con đường ngắn nhất. Tải trọng đi theo con đường ngắn nhất về đến gối tựa. Gối tựa ở đây có thể là dầm hoặc cột. Như vậy trên gối tựa này là có thể dầm phụ, dầm phụ, từ dầm phụ chuyển sang dầm chính, vân vân. Nên là đối với đồ án môn học của các bạn có cái gì? Đồ án 1, tải trọng được chuyển vào sàn, từ sàn chuyển vào dầm phụ, từ dầm phụ chuyển vào dầm chính, từ dầm chính xuống cột và móng. Thì đấy rồi, tất cả cái này thì thầy Tâm cũng đã hướng dẫn các bạn làm như này rồi. Như vào đồ án môn học thầy hỏi các bạn là tại sao sàn phải truyền vào dầm phụ mà sàn có thể truyền vào dầm chính được không? Từ sàn có thể truyền vào dầm chính được không? Không qua dầm phụ. Thì cái này các bạn không trả lời được. Cái dầm phụ hay dầm chính nó chỉ là cái tên thôi, chẳng ý nghĩa gì. Không ý nghĩa gì, đúng không ạ? Rồi. Tức là tải trọng có thể truyền, hoặc là câu này, dầm phụ này được kê lên dầm chính. Nhưng mà cái chúng ta biết đây là dầm chính. Xin lỗi, đây là dầm chính. Còn đây là dầm phụ. Dầm phụ kê lên dầm chính này, đây trong đồ án môn học của các bạn thì các bạn có đây là dầm phụ. Và đây là dầm chính. Như vậy tải trọng từ dầm phụ được tác dụng của dầm chính. Ok. Nhưng mà đây là các cái sàn, các cái dầm này là toàn khối. Như vậy chúng ta có thể quy ước rằng là dầm phụ kế là dầm chính hay là dầm chính kế là dầm phụ là do người kỹ sư quyết định. Đúng. Kỹ sư quyết định. Khi thầy chọn cái độ cao dầm phụ rất lớn, không phải là bằng 1/8 đến 1/12 chẳng hạn, hoặc là 1/12 đến 1/16 đối dầm phụ, thầy có thể chọn chiều cao dầm phụ này nó lớn hơn rất nhiều. Như vậy độ cứng của dầm phụ rất lớn thì như vậy dầm chính nó sẽ kê lên dầm phụ. Cái này là do người kỹ sư quyết định cách truyền tải trọng. Tuy nhiên trong mọi trường hợp là tải trọng phải truyền thế nào, chúng ta chọn thế nào để tải trọng có thể truyền theo con đường ngắn nhất. Đấy, ví dụ trường hợp như sau. Ta biết ở trên cái công trình này là một công trình là cũng khá đơn giản, ở một công trình ở chỗ Hào Nam ấy, thì nó có một cái hệ khung cũng 4 tầng thôi. Đấy. Rồi. Thì nó là cái đặc biệt của cái nhà này là nó đây, thí dụ tầng 1 thì nó có phần côn sơn bay ra, tầng 2 nó bay ra một tí nữa, tầng 3 bay ra một tí nữa, 1, 2, 3, 4 và phần mái
nó là mang tích ra như này. Như vậy ở đây bởi vì là yêu cầu kiến trúc là gì? Yêu cầu kiến trúc là người ta muốn làm thành cái công trình và đứng ở xa. Tức là công, người ta muốn ở, tức là đứng từ xa là người ta cảm giác cái ngọn lửa cách mạng cứ bùng bùng cháy đấy, kiểu như thế. Cho nên càng lên trên nó lại càng vươn ra. Cái phần này thì nó vươn ra rất là khá nhỏ, khoảng độ 10m2. Tuy nhiên cái phần nhô ra như này, cái phần nhô ra là phần 6m6. Cái phần nhô ra là 6m6. Còn những phần này là thấp hơn. Thế nên là một cái công trình mà sau khi đã thiết kế xong rồi thì đưa ra thi công. Đang trong quá trình thi công đến cái đoạn này này thì cũng tình cờ là thầy tiếp cận cái công trình này. Thế là đơn vị thi công hỏi thầy là cái côn sơn này này, cái côn sơn này 6m6 này liệu có đảm bảo không? Thế là thầy thấy côn sơn. Sáu mươi sáu thì thầy bảo cái ông kỹ sư kết cấu nào có thể làm được một công trình mà 6m6 như này là cũng khá mạnh dạn, bởi vì theo cái sơ đồ kết cấu này thì rất mạch lạc đúng không ạ, tải trọng tác dụng vào đây thì nó chuyển vào đề án rồi, từ côn sơn chuyển vào thì cũng có đường ngắn nhất, sơ đồ rất là mạch lạc là như vậy. Tuy nhiên khi cái côn sơn này chúng ta biết là côn sơn của nó là một cái sơ đồ là của nó là một hệ kết cấu là tính định, cho nên là kết cấu tính định nó không như những cái phần dầm ở giữa là kết cấu siêu thị. Cái côn sơn là tính định, trong trường hợp nó bị nứt, cái côn sơn của ta bị nứt dưới tác dụng của tải trọng như này thì nó rất dễ bị xoay. Trên khi côn sơn mà có nhịp của nó lớn hơn bằng 3m là chúng ta phải rất lưu ý khi chọn chiều cao của côn sơn này, vân vân đã khái như vậy thì chúng ta phải lưu ý, bởi vì cái côn sơn này làm việc là nó là kết cấu tính định mà kết cấu bê tông thép của chúng ta là dễ bị nứt, và bị nứt thì độ cứng của nó sẽ giảm đi rất nhanh chóng và nó tăng cái độ võng lên và nứt là càng ngày càng phát triển. Cho nên là chúng ta nhìn thấy là cái chiều cao của côn sơn thông thường người ta chỉ chọn từ 1/4 đến 1/6 nhịp của côn sơn. Cái này thì các bạn học trong phần bê tông 1 rồi, chiều cao của một cái dầm bình thường là từ 1/8 đến 1/12 nhịp đối với cái dầm đơn giản. Cái một dầm đơn giản như này. Tuy nhiên là chúng ta biết là dưới tác dụng của tải trọng thì cái này nó bị võng như này. Như vậy nó có một cái đường cong như này. Còn đối với côn sơn dưới tác dụng của tải trọng thì cái này của nó là bị võng như này. Như vậy khi chọn chiều cao côn sơn thì chúng ta phải lấy đối xứng sang bên này nữa. Tức là cái nhịp của nó thành cái L này này trở thành 2L. Và như vậy cái chiều cao côn sơn chỉ khoảng 1/4 đến 1/6 của cái nhịp côn sơn. Đấy. Thầy nhắc lại đối với cái dầm đơn giản, đối với dầm đơn giản thì chúng ta thấy là có cái nó bị võng như này, còn côn sơn nó võng như này. Như vậy thực chất nó phải đối xứng sang bên này để gọi là một nhịp. Trên chỗ côn sơn chúng ta thấy rằng nó khá nguy hiểm một cái là cho nên chúng ta không chọn được 1/8 đến một, lưu ý là đối với côn sơn chọn chiều cao côn sơn không phải là 1/8 đến 1/12 nhịp mà phải 1/4 đến 1/6 nhịp côn sơn. Rồi. Quay lại với cái dự án này thì sau khi thầy cũng kiểm tra lại cái phần côn sơn này, này, tất cả côn sơn này, và thầy nói với đơn vị thi công là tất cả côn sơn này kiểu gì nó cũng sập. Thầy chỉ bảo thế thôi, bởi vì ở Hà Nội này thì rất nhiều các cái dự án côn sơn là bị sập nhiều rồi. Ngay đối diện với trường đó cái dựng có cái bệnh viện Việt Pháp ấy, lúc làm côn sơn hơn 3m tháo cái gãy luôn. Đấy, như vậy thì côn sơn này thầy kiểm tra lại thì thầy cảm thấy là đây là nó kiểm tra lại thì đủ khả năng hiệu lực. Tuy nhiên võng và nứt nó quá lớn. Cho nên là sau khi võng và nứt nó vượt quá, cho nên là kiểu gì nó cũng sẽ bị gãy. Đấy. Thế là cái này tổ chức một cuộc họp thôi, tổ chức một cuộc họp có cái anh thiết kế lúc ấy thì thầy đang hơi trẻ trẻ. Thế là ông này ông bảo không đúng, không làm, ông bảo không thay đổi, bởi vì ông bảo cái côn sơn này 6m. Ông đã chọn cao được khoảng 1m2 rồi, thép rất nhiều. Thế thầy bảo anh về kiểm tra lại đi, kiểu gì thì nó cũng gãy. Thế ông này ông về ông kiểm tra một đêm, sáng sau ông gọi điện sớm, ông bảo sập thật mình ạ. Nhưng mà cuối cùng lúc ấy nó phê duyệt rồi, thì cũng không biết làm nào. Thế cùng là thầy thấy là chỗ này nó có bức tường,
thì thầy bảo thôi được rồi, thầy đưa ra một cái giải pháp thay đổi, tức là thay vì cái tải trọng tác dụng ở đây, tải trọng truyền theo con đường này là ngắn nhất, thì thầy đề nghị là thay đổi phương án kết cấu, là vì cái chiều cao này nó có phần khá lớn, trong này có bức tường nên thầy đề xuất là bổ sung thêm một cái cột ở đây, bổ sung thêm một cái cột ở đây, tất cả các bị nhảy sao á. Tức là sẽ bổ sung cái cột ở đây và tức là việc bổ sung một cột ở đây và bắt buộc sau cái màn hình mà thầy không vẽ được. Thế nói lại thì chỗ này nó bị hỏng mất rồi. Thế là cái phương án cũng tương tự như vậy. Thầy chỉ đề xuất là cái cột sơn này không chịu được rồi. Thế chúng ta sẽ bổ sung thêm một cái cột ở đây. Nhưng mà cột ở đây để hai cột sơn này cùng làm việc, và kéo cái cột này lên và làm thành một cái hệ như này. Tức là thay vì tải trọng tác dụng ở đây thì tất cả những cái này chúng ta thành là nó, tải trọng có một phần đi theo con đường hơi vòng vèo một tí. Nhưng mà cái này thì để cứu lại con sơn thôi. Như vậy ở đây chúng ta thấy là cái giải pháp về kết cấu ấy, thì thông thường chúng ta chọn con sơn thì chúng ta phải tìm con đường ngắn nhất để đi vào phần cuối tượng. Nhưng trong trường hợp như thế này thì chúng ta biết là cái tải trọng nó có thể đi hơi vòng vèo một tí. Đấy. Thì đây là các cái giải pháp kết cấu khác nhau. Đây là những trường hợp đặc biệt. Còn những trường hợp là bình thường thì chúng ta cố gắng chọn cho bình thường. Chẳng như cái nhà H1 của chúng ta. Đây cái nhà học H1. Nhà học H1 thì chúng ta biết là bình thường là chúng ta có 6 tầng. Như thế này. Thì nó đang đơn giản nhất là đây là các cột. Các cột thì các dầm, nhưng chúng ta nhìn thấy ở ngoài hành lang ấy, nó có thêm cái cột nhỏ này nữa. Đây, cột nhỏ cứ cách một chỗ là có một cái thêm cái cột nhỏ chỗ nhà H1 ấy. Như vậy cái việc để cái cột nhỏ này vào nó có tham gia sự làm việc của cấu kiện hay không, của các cái khung tốt hơn hay không, thì là do người kỹ sư quyết định. Nên khi chọn phương án kết cấu này thì chúng ta lưu ý là làm thế nào để cái phần tải trọng có thể đưa vào một cách là nhanh nhất đến các cuối tượng. Thì đấy là cái nguyên lý chung, còn nó không có một cái bài học nào để chúng ta là dành cho kỹ sư là cái phần chọn phương án kết cấu, tức là lập sơ đồ kết cấu này là chọn một cách đơn giản nhất. Nhưng trong sơ đồ kết cấu chúng ta biết là sau khi chọn được cái mặt sơ đồ kết cấu, tức là sơ làm việc, thì chúng ta phải lựa chọn được các kích thước tiết diện. Tiết diện để chọn vật liệu. Và tất cả cái này thì chúng ta đã biết rồi. Đây, như vậy khi chọn xong sơ đồ kết cấu phải rõ ràng, phải hợp lý, và từ đấy và chúng ta chọn được các hình dáng, kích thước của tiết diện của cấu kiện, và chúng ta sử dụng các cái vật liệu sử dụng. Cái vật liệu sử dụng này thì hiện nay trong đồ án môn học chúng ta, thí dụ chúng ta sử dụng cái B20, B25 vân vân, thì chúng ta không bao giờ đề xuất ra hỏi một cái là với một cái hệ dầm như chúng ta đang làm, dầm phụ hay dầm chính, thì cái này không biết là trong đồ án môn học là thầy Tâm yêu cầu là các bạn sử dụng vật liệu này hay là vật liệu cho các bạn tự chọn. Trong đồ án với trong một của các bạn là vật liệu tự chọn hay là thầy Tâm quyết định? Dạ, thầy Tâm quyết định ạ. À, ok.
Đấy thì các bạn lưu ý một cái là cái phần vật liệu đối với cấu kiện trụ đấy mà các bạn đang học trong phần bê tông 1 đấy, việc mà chọn các cái bê tông có cường độ cao lên ấy thì nó không làm tăng cái khả năng chịu lực của cấu kiện. Cho nên đối với cấu kiện trụ uốn ấy, thì người ta có thể chọn là B20, B25 hoặc B30 thôi. Còn chọn các cái bê tông có vật liệu lớn hơn nữa thì cũng không phải là tốt, bởi vì chúng ta biết là đối với cấu kiện trụ uốn là chúng ta đã học trong phần bê tông 1 là phần dầm chính, dầm phụ và sàn, tất cả đều cấu kiện trụ uốn ấy, thì nó có cái phần vùng kéo này thì bao giờ bê tông cũng nứt, mà chúng ta chỉ tận dụng được khả năng làm việc của bê tông trong vùng nén. Chính vậy mà sử dụng các cái bê tông có cường độ cao hơn thực chất là nó không hiệu quả. Các bạn nghỉ 10 phút nha, thầy cắm cái pin đấy. Lớp nghỉ 10 phút nha. Vâng ạ. Ok, các cái bước thiết kế, thì cái bước thứ nhất là bước chọn phương án kết cấu của chúng ta là một trong những bước là rất quan trọng. Từ cái phương án, sau khi chọn được sơ đồ kết cấu, thì chúng ta chọn được các cái kích thước tiết diện. Tương tự như phần đồ án bê tông 1 ấy, chúng ta chọn được hạn nhất đối với dầm phụ, thì chúng ta chọn sơ đồ kết cấu của chúng ta là một cái dầm liên tục. Thì chúng ta phải xác định được cái nhịp tính toán, thì chiều cao tiết diện, vân vân, tất cả đấy nó nằm trong gọi là sơ đồ kết cấu. Sau khi xác định được sơ đồ kết cấu thì chúng ta xác định được vấn đề tải trọng, và từ đấy chúng ta xác định được nội lực và bắt đầu tính toán cốt thép vân vân. Thì cái bước này thì tương tự như cái mà chúng ta trong phần bê tông 1, thầy nói rõ hơn một tí về cái phần về vấn đề tính toán tải trọng và tác động, thì cái này nó cũng nằm trong cái phần đồ án bê tông 2 của chúng ta. Tuy nhiên nó khác với phần bê tông 1. Bê tông 1 là chúng ta cái tải trọng của chúng ta là về cơ bản là chúng ta thụ động. Chẳng như phần hoạt tải thì các thầy cho các bạn là phần hoạt tải là bao nhiêu, thì đối với phần bê tông 2 này chúng ta không còn là vấn đề, và chúng ta theo đúng cái dự án, theo đúng cái yêu cầu của công trình thì chúng ta chọn được các tải trọng. Thì thầy qua nói về một tí, nhắc lại một tí về phần tải trọng. Thì thứ nhất là vấn đề về phân loại thì nó có nhiều cách phân loại. Thì thứ nhất là theo phương và chiều, thì các bạn người ta hay nói là chúng ta hay có tải trọng đứng và tải trọng ngang. Tải trọng đứng thì cơ bản là các cái tĩnh tải này theo tác dụng theo phương đứng, các hoạt tải tác dụng theo phương đứng, tức là khi mà tải trọng tác dụng vuông góc với mặt đất ấy thì chúng ta gọi là tải trọng đứng. Còn khi tác dụng mà tải trọng song song thì theo phương ngang thì tải trọng ngang, thì giống như gió, tải trọng gió. Vì chúng ta biết là mặt đất ở đây thì gió thổi như thế này, như vậy nó song song mặt đất như này thì tải trọng gió là tải trọng ngang, hoặc là tải trọng động đất cũng là tải trọng ngang. Thì tất cả trong cái phần nó khác với phần bê tông một là chúng ta chỉ quan tâm đến các cái tải trọng đứng, tức là các cái phần tĩnh tải và hoạt tải khi thiết kế dầm và hệ thống dàn. Đối với phần bê tông 2 thì chúng ta quan tâm đến không những là các cái tải trọng đứng mà chúng ta phải quan tâm đến cả các cái tải trọng ngang. Trong đồ án môn học thì chúng ta phải tính toán cả các phần tải trọng gió. Và trong các cái phần học của chúng ta thì đối với học về kết cấu nhà nhiều tầng thì chúng ta quan tâm đến cả các cái tải trọng, ngoài tải trọng gió chúng ta còn có các cái tải trọng động đất. Như vậy cái phân loại theo phương và chiều thì cái này thì cũng là một cái khái niệm thôi, là cái tải trọng này là tải trọng đứng hoặc là tải trọng ngang. Rồi. Còn cái thứ hai là cái phân loại theo tỷ số hay tính theo trạng thái giới hạn. Thì cái này thì chúng ta đã học trong phần bê tông 1. Khi tính theo trạng thái giới hạn thì chúng ta đối phần bê tông 1 thì chúng ta biết là đối với kết cấu bê tông cốt thép thì chúng ta theo trạng thái giới hạn thì chúng ta có trạng thái giới hạn 1 và trạng thái giới hạn 2. Trạng thái giới hạn 1 tức là nói về khả năng chịu lực, độ bền vững, tức là khả năng về chịu lực. Thì cái này các bạn học trong phần bê tông 1, và đối với đồ án bê tông 1 chúng ta chỉ quan tâm đến trạng thái giới hạn 1, tức là tính về khả năng chịu lực của các cấu kiện. Còn đối với trạng thái giới hạn 2 tức là chúng ta đảm bảo các yêu cầu về sử dụng. Đảm bảo các yêu cầu về sử dụng, chẳng như là đổ võng phải nhỏ hơn đổ võng giới hạn. Bề rộng vết nứt phải nhỏ hơn bề rộng vết nứt giới hạn. Tất cả những cái này là về, tức là chúng ta phải thiết kế công trình không những đảm bảo về khả năng chịu lực
mà nó còn đảm bảo được là điều kiện sử dụng, tức là cái kết cấu của ta không được bị đứt nhiều quá và không được võng nhiều quá, vân vân. Là một cái nhà cao tầng, một cái nhà cao tầng đây dưới tác dụng của tải trọng ngang thì nó không được chuyển dịch sang bên trái bên phải quá nhiều, tức là đổ võng, tức là chuyển dịch ngang của nó là chúng ta phải khống chế. Tất cả cái này nằm vào cái trạng thái dự án, trạng thái hạn nhất và trạng thái dự án thứ hai. Và khi tính theo trạng thái dự án dự hạn thì chúng ta cũng đưa ra là phần tải trọng, thì chúng ta có tải trọng tiêu chuẩn và tải trọng tính toán. Rồi thì cái này chúng ta đã phân loại trong cái phần bê tông một rồi. Cái tải trọng tiêu chuẩn là tải trọng mà xảy ra trong điều kiện sử dụng của công trình, còn tải trọng tính toán là chỉ xảy ra trong trường hợp là đột biến, tức là bằng tải trọng tính toán thì bằng tải trọng tiêu chuẩn nhân với hệ số vận tải. Thì cái này chúng ta sẽ đề tập tiếp theo. Cái phân loại thứ ba là theo thời hạn tác dụng. Theo thời hạn tác dụng thì chúng ta biết là tải trọng có thể tác dụng dài hạn hoặc tác dụng ngắn hạn. Chẳng như là cái trọng lượng bản thân của kết cấu thì bao giờ cũng tác dụng dài hạn, còn những cái một số các tải trọng tác dụng ngắn hạn, thì cái này chúng ta phân loại. Thì ở đây chúng ta sẽ đề cập đến những một số các cái tải trọng. Thứ nhất là tải trọng tác dụng thường xuyên, hay còn gọi là tính tải. Tiếng Anh thì chúng ta hay gọi là dead load đấy. Rồi. Tức là cái tải trọng này luôn luôn tác dụng một công trình. Trong cái phần bê tông 1, trong đồ án cũng thế, chúng ta cũng xác định là tính tải và hoạt tải, tuy nhiên tác dụng nó lớn. Như vậy tính tải là gì? Tính tải là tải trọng không biến đổi, tức là về cả vị trí, này, độ lớn, phước chiều trong quá trình xây dựng và sử dụng công trình. Tức là một cái đáng cái tải trọng này chẳng hạn như là trọng lượng bản thân của công trình, khối lượng của công trình. Đây, thí dụ cái phần này, đây là cái kích từ tiêu chuẩn Việt Nam 2737-1995, tức là tải trọng về tải trọng ấy. Thì tải trọng thường xuyên cũng có khối lượng các thành phần công trình, khối lượng các cái cấu trụ lực, rồi tất cả những chủ yếu như vậy. Thì như vậy thì là cái phần tải trọng này là luôn luôn tác dụng vào công trình, và chủ yếu trong đấy một cái phần quan trọng đấy chính là khối lượng, trọng lượng, vân vân. Tất cả cái này, những cái vấn đề của những cái gì về liên quan đến đối với kết cấu chúng ta, chẳng hạn như là trọng lượng bản thân của sàn, trọng lượng bản thân của dầm, tất cả những cái này là tính tải. Và cái này các bạn đã được học trong cái phần bê tông một. Như vậy tải trọng thường xuyên là tải trọng không biến đổi, tức là về cả vị trí này, độ lớn, phương chiều trong quá trình xây dựng và sử dụng. Ở đây các bạn lưu ý một cái là khi đối với thiết kế thì chúng ta không những chỉ quan tâm đến các cái tải trọng trong quá trình sử dụng, mà chúng ta phải quan tâm đến cả những cái tải trọng trong quá trình chúng ta thi công. Okay. Như vậy cái đầu tiên là cái tải trọng thường xuyên là như vậy. Rồi. Thì cái này cũng tương tự như phần bê tông 1 là đối các cái kết cấu, các cái tải trọng này thì chúng ta có các hệ số tin cậy về tải trọng. Thí dụ như là thép thì chúng ta nhân với hệ số 1,05, bê tông có thép thì chúng ta nhân với 1,1. Tất cả những cái này thì chúng ta đã được đề cập ở trong cái phần bê tông 1 rồi. Ở đây có đặt một câu hỏi là có khi nào cái hệ số số an toàn về tải trọng ấy chúng ta lấy nhỏ hơn 1 không? Thì cái này thì các bạn lưu ý là ví dụ khi mà chúng ta kiểm tra chống lật thì chúng ta biết là một con sơn như này, và nó xây được trong cái phần ngậm vào trong tường gạch này, thì ở đây tác dụng. Như vậy để thiết kế cái côn sơn không, thì cái tải trọng P này, khi tính chúng ta phải cái hệ số vận tải thường thường là chúng ta phải tải trọng tính toán, tức là cái hệ số an toàn vật liệu này phải lớn hơn 1. Tuy nhiên khi mà kiểm tra cái phần tải trọng trong này là cái tải trọng chống lật, cái tải trọng chống lật đây này, thì cái tải trọng chống lật này thì chúng ta phải nhân với các hệ số nhỏ hơn 1. Như vậy, phải kiểm tùy vào trường hợp. Thí dụ để cùng cái con sơn này nhưng thiết kế khả năng chịu lực thì chúng ta tính các cái hệ số vận tải là hơn 1. Tuy nhiên để kiểm tra cái khả năng chống lật của con sơn này thì các cái phần tải trọng này thì chúng ta phải nhân với cái hệ số nhỏ hơn 1. Như vậy cái hệ số vận tải, tức là để chúng ta xác định các tải trọng tính toán ấy, tức là cái thầy nhắc lại một cái là tải trọng tính toán bằng tải trọng tiêu chuẩn nhân một cái hệ số vận tải. Cái hệ số vận tải này thường lớn hơn 1. Trong một số trường hợp thì cái hệ số vận tải này có thể nhỏ hơn 1.
Cái thứ hai là cái tải trọng tạm thời hay còn gọi là hoạt tải. Thì giống nó khác với hoạt tải trong cái tính tải là gì? Thì đây là nó có thể, nó không phải thường xuyên tác dụng vào cái kết cấu của chúng ta, mà nó chỉ có thể xuất hiện trong một giai đoạn nào đấy trong quá trình xây dựng và sử dụng. Thì ví dụ như chúng ta thiết kế một cái lớp học chẳng hạn, thì đến giờ học thì tất cả giáo viên và sinh viên là cùng vào lớp, thì chúng ta là gây ra một cái tác dụng lên trên cái sàn đấy, đấy chúng ta là gây ra một cái gọi là hoạt tải. Còn các cái bàn ghế đấy thì có thể là chúng ta xem như là cố định ấy, nó cũng là hoạt tải, bởi vì các cái bàn ghế này là thường là chúng ta khênh vào có thể khênh ra được như vậy. Hoặc là các cái bảng đen chẳng hạn thì nó gắn vào tường thì nó cũng có thể gắn vào hoặc không gắn vào. Như vậy tất cả cái này đều nằm trong hoạt tải, nhưng có một hoạt tải là bao gồm hoạt tải dài hạn và hoạt tải ngắn hạn. Hoạt tải dài hạn là những cái thực ra nó vẫn là hoạt tải, bởi vì là nó được tác dụng vào đấy có thể trong một thời gian nào đấy, nhưng khi nó gắn vào công trình thường xuyên dài thì nó gọi là hoạt tải dài hạn. Còn hoạt tải ngắn hạn thì chúng ta biết rồi, cả những tải trọng tạm thời ngắn hạn, cái này được trích từ cái tiêu chuẩn 273795 ra. Ví dụ tải trọng gió là một cái hoạt tải ngắn hạn, hoặc là các cái tải trọng ví dụ như do người trong quá trình sử dụng thì chúng ta, hoặc là các cái vật liệu nào đấy để trong một tạm thời nhất định thì chúng ta gọi là các cái hoạt tải ngắn hạn. Các cái hoạt tải dài hạn, và tại sao chúng ta phải phân biệt cho hoạt tải dài hạn và hoạt tải ngắn hạn? Hoạt tải nào cũng là cần thiết, chỉ cần đưa hoạt tải là được. Tuy nhiên chúng ta biết là đối với kết cấu bê tông cốt thép ấy, đối với kết cấu bê tông cốt thép thì chúng ta biết là bê tông thì nó có một đặc tính gọi là tính từ biến của bê tông. Từ biến tức là gì? Dưới tác dụng của tải trọng dài hạn thì cái độ võng ban đầu nó sẽ tăng theo thời gian, hoặc là bề rộng vết nứt ban đầu cũng tăng theo thời gian. Dưới tác dụng của các tính tải và các cái hoạt tải dài hạn này, chính vậy mà trong thiết kế người ta phải quan tâm đến các cái tải trọng dài hạn này, là để nó gây ra những cái bất lợi về vấn đề độ võng và bề rộng vết nứt. Thì đây là những cái này thì chúng ta sẽ thí dụ, đây là một số các thí dụ về tải trọng tạm thời. Thì cái này chúng ta sẽ được, khi mà thiết kế sắp tới cái đồ phần đồ án môn học thì chúng ta sẽ có cái phần này. Thí dụ đối với cái phòng ngủ theo quy định là hoạt tải toàn phần là 200 decanewton trên mét vuông, trong đấy phần dài hạn là 70. Hoặc là đối với hành lang, thí dụ đối với hành lang chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải thiết kế hành lang, thì người ta bảo cái này là hệ là 300 decanewton trên mét vuông và phần dài hạn là cũng tương tự như vậy. Như vậy trong tiêu chuẩn thiết kế, cái là tích từ tiêu chuẩn kế, người ta sẽ căn cứ vào vấn đề lý thuyết xác suất thống kê và người ta quy định là với từng cái công năng một của một phòng ngủ hoặc của một khách sạn hoặc trường học chẳng hạn, từng phòng một là cái hoạt tải là bao nhiêu, hoạt tải ra toàn phần là bao nhiêu và hoạt tải cái phần dài hạn là bao nhiêu. Thì cái này thì trong đối với bình thường thì chúng ta chỉ quan tâm đến cái phần hoạt tải toàn phần mà ít quan tâm đến phần dài hạn. Phần dài hạn này nó chỉ quan tâm đến khi thiết kế theo trạng thái dài hạn thứ hai, tức là liên quan đến đổ võng và bề rộng vết nứt. Còn tải trọng toàn phần là chúng ta quan tâm trong quá trình thiết kế đối với trạng thái dài hạn một, và cái tải trọng là tải trọng tiêu chuẩn. Và vì vậy khi đối với tính theo trạng thái dài hạn một thì chúng ta phải nhân thêm các hệ số vừa tải. Ví dụ theo tiêu chuẩn của chúng ta quy định là hệ số vừa tải n bằng 1,2 đối với các hoạt tải lớn hơn bằng 200, hoặc là bằng hệ số vừa tải bằng 1,3 nếu giá trị này nhỏ hơn 200. Ví dụ vậy, ví dụ nếu chúng ta có giá trị là 150 thì hệ số vừa tải của chúng ta là nhân với 1,3. Nếu chúng ta có giá trị hoạt tải là 200 thì hệ số vượt tải của nó là 1,2. Đây là những cái phần hoạt tải thì phần tải trọng là trong phần tải trọng thì chúng ta có phần tính tải và hoạt tải. Rồi. Còn cái phần tải trọng đặc biệt thì trong tiêu chuẩn ta quy định tải trọng đặc biệt đó chính là cái phần động đất hoặc là cháy nổ. Thì cái cháy nổ thì chúng ta ít khi quan tâm đến, và trong cái phần đối với tất cả công trình thì chúng ta phải thiết kế với tải trọng động đất. Thì phần tải trọng động đất này chúng ta sẽ được
đề cập đến các trong trường hợp sau, các cái bài sau. Rồi. Trong cái này chúng ta có một cái việc là tổ hợp tải trọng. Cái này là một trong những phần yêu cầu chính trong cái phần đồ án bê tông cốt thép 2. Rồi. Tức là việc tải trọng này thì bởi vì chúng ta biết là chúng ta tải trọng gồm có tính tải và hoa tải. Nên việc sắp xếp các cái tải trọng thế nào để tìm ra được các cái nội lực mà nó nguy hiểm ấy là rất quan trọng. Hãy thấy thí dụ chúng ta có một cái dầm hai nhịp. Thí dụ tất cả tải trọng, nếu chúng ta chất toàn bộ tải trọng vào đây, tải trọng này là tải trọng Q, thì chúng ta sẽ có một biểu đồ moment này. Thí dụ giá trị này M1, giá trị này M2. Nhưng khi cùng một cái dầm như thế, chúng ta chất tải trọng vào đây, thì chúng ta biết là cái biểu đồ moment là như này. Rồi. Như vậy cái giá trị M2 đây, M1 1 phẩy, và giá trị này là giá trị M2 phẩy. Như vậy cái giá trị M1 phẩy này nó sẽ lớn hơn giá trị M1. Tuy nhiên giá trị M2 phẩy này sẽ nhỏ hơn M2. Như vậy việc chất tải trọng này, việc chất toàn bộ tải trọng lên trên kết cấu chúng ta, nó chỉ có thể gây nguy hiểm. Thí dụ việc chất này thì nó sẽ gây ra moment âm lớn. Còn thí dụ nó chất ở một nhịp thì nó sẽ gây ra moment dương rất lớn. Như vậy cái quá trình tổ hợp tải trọng này là một quá trình để chúng ta phải bố trí các cái hoạt tải như thế nào. Bởi vì hoạt tải thì tính tải thì lúc nào cũng tác dụng vào công trình, chúng ta không can thiệp được vào. Nhưng đối hoạt tải thì chúng ta phải can thiệp vào, tức là tìm xem là nếu hoạt tải xuất hiện ở trường hợp này thì nó gây bất lợi cho kết cấu, hoặc là xuất hiện ở chỗ khác thì nó sẽ thuận tiện như nào đấy. Như vậy trong mọi trường hợp chúng ta phải tìm được cái giá trị nội lực lớn nhất ở tại một tiết diện nào đấy dưới tác dụng của tính tải và các cái hoạt tải, và sắp xếp một cách là bất lợi theo kết cấu của chúng ta. Và cái này là cái trong phần bê tông 1 chúng ta đã làm. Trong phần bê tông 1 chúng ta đã làm ở chỗ nào? Ví dụ đối với cái dầm chính, chúng ta đã sắp xếp là các cái vị trí hoạt tải để chúng ta tìm ra cái biểu đồ bao moment. Còn đối với dầm phụ thì chúng ta không làm. Tuy nhiên khi mà chúng ta tra bảng ấy, đấy là một cái bảng mà người ta đã tìm ra những cái cách sắp xếp hoạt tải để tìm ra những cái nội lực bất lợi nhất cho dầm phụ rồi. Cái dầm phụ là các thầy không yêu cầu chúng ta tổ hợp tải trọng mà chỉ yêu cầu chúng ta tra bảng. Tuy nhiên cái bảng đấy cũng xuất phát từ vấn đề chúng ta sắp xếp các hoạt tải để gây bất lợi cho hệ kết cấu của ta. Còn đối với dầm chính thì các bạn nhìn thấy rõ, đúng không ạ? Trong dầm chính thì thầy Tâm dạy chúng ta rồi, chẳng hạn là tính tải thì lúc nào cũng tác dụng vào công trình, đúng không ạ? Còn riêng hoạt tải thì chúng ta có thể sắp xếp những cái trường hợp mà gây bất lợi cho hệ kết cấu, chẳng hạn như chúng ta có trường hợp MG này, MP1, MP2 v.v. Đây chính là quá trình tổ hợp tải trọng. Cái này thì các bạn đã có những khái niệm cơ bản ở trong cái phần bê tông 1. Cái phần tổ hợp tải trọng thì thầy sẽ nói sau. Cái bước tiếp theo, sau khi mà chúng ta đã có sơ đồ kết cấu, đã có tải trọng rồi, thì chúng ta tính toán nội lực. Tính toán nội lực thì cái bài này thực chất là cũng nhắc lại một phần trong cái phần đồ án môn học của các bạn thôi. Cái phần nội lực thì chúng ta có các phương pháp để tính toán. Thứ nhất là tính theo sơ đồ hồi, tính theo sơ đồ khớp dẻo. Và phương pháp cân bằng giới hạn này thực chất là tính theo sơ đồ khớp dẻo. Rồi. Cái sơ đồ hồi, sơ đồ hồi thực chất là chúng ta sử dụng các phương pháp của sức bền vật liệu cơ học kết cấu để tính toán nội lực. Đấy, phương pháp sơ đồ hồi. Cái phương pháp này nó thì gọi là sai số, bởi vì là cái vật liệu bê tông cốt thép của chúng ta không phải là vật liệu đàn hồi. Cho nên tính theo cái phương pháp của cơ học kết cấu, sử dụng các phương pháp của cơ học kết cấu, tức là quy ước nó là vật liệu đàn hồi. Tuy nhiên là nó, cái phương pháp này được cái là nó rất thuận tiện, cho nên người ta chấp nhận sai số. Chấp nhận sai số. Và hiện nay tất cả đối với kết cấu bê tông cốt thép của chúng ta thì chúng ta đều sử dụng sức bền vật liệu chấp nhận đây là vật liệu đàn hồi để chúng ta tính toán nội lực. Thế hiện nay là đặc biệt là chúng ta sử dụng các phần mềm tính toán.
Mà các phần mềm tính toán này thì được xuất phát từ là một là tính theo phương pháp phân tử bảng. Cái này đặc biệt là các bạn tin học các bạn cái này rất tạo. Cái thứ hai là chấp nhận vật liệu chúng ta là vật liệu đàn hồi. Cho nên chúng ta, trên thầy nói trong phần đầu là để đối với các bạn thì chúng ta thấy trong phần bên trong hai này, một là các bạn phải học SAP 2000, hai là phải học phần mềm ITAP. Thì đa số là đối với trong xây dựng dân dụng trong cái thì chúng ta hay học phần mềm ITAP thì nó sử dụng là nó thuận tiện hơn là phần mềm SAP 2000, để chúng ta cái này không những làm đồ án mà thực chất là giữa học kỳ này là các bạn có thể đi thực tập ở một số các cái công ty về thiết kế, các bạn có thể làm việc được rồi. Sau cái phần bê tông 1 và một nửa phần bê tông 2, và với các bạn sử dụng ITAP và sử dụng cái phần phần mềm vẽ AutoCAD thì tức là các bạn có thể tham gia vào trong quá trình thiết kế của các cái công ty, các bạn có thể thực tập, các bạn có thể đi tham gia cùng làm việc được rồi. Thế cái này là dần dần đến bây giờ các bạn là năm thứ ba rồi, là các bạn còn học chậm hơn so với các bạn xây dựng là một kỳ về các ngành này. Tuy nhiên giữa kỳ này là các bạn khi sử dụng được phần mềm, đặc biệt là phần mềm vẽ là một, phần mềm tính là hai, thì các bạn có thể đi thực tập ở các công ty được rồi. Tuy nhiên việc tính toán nội lực hiện nay chủ yếu là vẫn là theo sơ đồ đàn hồi là chính. Bên cạnh đấy thì có sơ đồ khớp dẻo. Sơ đồ khớp dẻo thì cái này thì các bạn được tính trong đồ án bê tông 1. Giới thiệu về tính toán sơ đồ khớp dẻo, còn trong thực tế hầu như không tính theo sơ đồ khớp dẻo. Trong phần bê tông 2 không tính theo sơ đồ khớp dẻo và chỉ tính theo sơ đồ đàn hồi. Trong phần đồ án bê tông 1 các bạn có tính bản và trần phụ, tính theo sơ đồ khớp dẻo. Thì chỉ lưu ý một cái, khi tính theo sơ đồ khớp dẻo, sơ đồ khớp dẻo tức là chỉ tính với các hệ kết cấu siêu tĩnh, tức là cho phân phối lại nội lực. Khi cho phân phối lại nội lực thì chúng ta phải hạn chế, chẳng như là các bạn là hạn chế cái sự alpha m nhỏ hơn cái giá trị alpha dẻo gì đấy, cái này chắc phải cấm dạy để tránh cho phần bê tông vùng nén là bị biến dạng quá nhiều, tức là bị xoay quá nhiều. Còn lại về sơ đồ khớp dẻo là hiện nay hầu như không ứng dụng trong thực tế. Chỉ có phần đồ án 1, chúng ta giới thiệu là đối với hệ kết cấu siêu tĩnh thì cho phép phân phối lại nội lực để có thể tận dụng tốt hơn sự làm việc của vật liệu. Tuy nhiên, việc tính toán theo sơ đồ khớp dẻo thì nó có nhiều cái hạn chế, tức là nó không thể áp dụng được, hiện nay vẫn chưa thể áp dụng cho được nhiều các loại kết cấu, nhiều loại khác nhau. Trên trong thực tế hiện nay chúng ta chỉ tính theo sơ đồ đàn hồi. Với đồ án bê tông 2 chúng ta chỉ sử dụng theo sơ đồ đàn hồi. Và dần dần khi các bạn ra trường thì các bạn sẽ quên mất cái sơ đồ khớp dẻo này. Mà thôi quên cũng được. Okay. Cái này chỉ giới thiệu lại cái này sau này các bạn tham khảo thôi. Cái này đối phần đồ án bê tông 1. Đây, cái này cái thứ nhất là cái này thì chắc là thầy Tâm dạy rồi. Điều kiện để có thể sử dụng sơ đồ khớp dẻo thì chỉ là dùng các hệ siêu tĩnh thôi, đúng không ạ? Rồi. Thì nó có một vấn đề yêu cầu là cốt thép phải có thêm chảy và tất cả các thứ. Các cốt thép các bạn dùng trong đồ án bê tông 1 có thêm chảy không? Các cái vật liệu mà các bạn dùng trong đồ án bê tông 1 có thêm chảy không? Lớp trả lời xem nào. Có thêm chảy không? Lớp nghe được không? Cái này các bạn trong đoạn với trong một tất cả các cốt thép của chúng ta là đều là cốt thép mềm cả. Nói chung là đều chẳng như là cốt thép CB240V thì đây là những đây là thép ấy thì có thêm chảy. Tất cả các cốt thép chúng ta đều, bởi vì một trong những yêu cầu để tính theo sơ đồ khớp dẻo đó chính là có thêm chảy, đúng không ạ? Vâng, thì cái này thêm chảy tức là đây là quan hệ ứng suất biến dạng của cốt thép. Thì tức là biểu đồ quan hệ ứng suất biến dạng của nó như này, tức là cái này nó có thêm chảy, đúng không ạ? Cái này còn đối với cốt thép và cốt thép cứng, đối với thép cường độ cao thì cốt thép cứng nó chỉ như thế này. Đấy. Còn đối với chúng ta thì tất cả cốt thép chúng ta sử dụng bê tông 1 đều có thêm chảy. Và cái giá trị này là chính là giới hạn chảy.
của cốt thép. Dưới hạn chế của cốt thép thì từ đây để chúng ta xác định được RS, tức là cường độ của thép. Trong phần bên trong 2 và cũng trong phần thiết kế thì chúng ta đặc biệt yêu cầu vấn đề về cấu tạo. Đối với bê tông 1 là chúng ta chỉ tính toán với cấu kiện. Cấu kiện tức là chúng ta sẽ có phần mỗi phần dầm riêng này. Còn đối với phần bê tông 2 là gì? Chúng ta sẽ liên kết giữa cột và dầm. Chẳng hạn như cấu tạo thì cái phần này gọi là phần dầm. Phần này là cột. Như vậy, cái phần dầm thì chúng ta đã học trong phần bê tông 1. Phần cột chúng ta học trong phần bê tông 1. Nhưng tại cái vấn chỗ này là chỗ rất quan trọng. Chỗ này gọi là chỗ liên kết giữa dầm và cột. Thì nó có một vấn đề yêu cầu về cấu tạo là rất là kỹ càng. Trên cái này, chịu đối với phần bê tông 1 chúng ta bảo tôi chỉ thiết kế cái dầm này. Dầm này đơn giản một cái là trong phần bê tông 1 là cái phần chỗ quan trọng nhất thì chúng ta lại cho nó gối tựa vào tường gạch. Tức là không có liên kết gì cả. Còn trong thực tế là các dầm này phải liên kết với cột. Và như vậy, cái vấn đề cấu tạo giữa nút liên kết giữa dầm và cột là quan trọng. Rồi. Cái thứ hai là điểm cắt bốn cốt thép. Thì cái này trong phần bê tông 1 thì chúng ta làm khá kỹ. Cắt cốt thép, để uốn cốt thép, để vẽ biểu đồ vật liệu. Tuy nhiên, cái phần neo và nối cốt thép sẽ được kỹ càng hơn trong phần là trong phần thiết kế kết cấu bê tông cốt thép nói chung. Và phần thép cấu tạo. Phần thép cấu tạo là một trong những phần mà là đối với phần bê tông 1 thì chúng ta cũng đã đề cập đến vấn đề thép cấu tạo. Thí dụ đối với sàn chúng ta có những phần thép cấu tạo, đối với phần dầm chúng ta có những phần thép cấu tạo. Thì yêu cầu của phần thép cấu tạo thì đối với cái cấu bê tông cốt thép thì về phần bê tông 1 các bạn có ý gì nhỉ? Cái phần thép cấu tạo này thì trong phần bê tông cốt thép 1 là chúng ta được trình bày khá kỹ càng. Và đặc biệt trong phần bảo vệ đồ án bê tông 1 ấy, thì có những phần thép cấu tạo là được yêu cầu là khá kỹ. Nên cái này các bạn phải xem lại. Rồi. Như vậy về vấn đề cấu tạo ấy, thì hiện nay vẫn là phần quan trọng nhất. Đó chính là phần cấu tạo từ liên kết giữa cấu kiện này và cấu kiện khác. Còn lại những vấn đề về neo cốt thép, nối cốt thép, các cốt thép cấu tạo vân vân, đó là những phần liên quan đến cấu tạo. Đây là những phần là những phần rất quan trọng với phần đồ án bê tông 2. Và đối với cái phần thiết kế, thực ra nói về đồ án bê tông 2 thì nó cũng không phải, bởi vì đấy là vấn đề thiết kế của kết cấu bê tông cốt thép nói chung. Trong đấy là chúng ta thí điểm đưa vào làm thử một phần đồ án bê tông 2 thôi, còn lại thực ra thì nó vẫn như vậy. Đó là nói chung về kết cấu bê tông cốt thép. OK, ở đây trong cái phần cấu tạo thì thầy có trình bày thêm một tí, đó là chính là khe biến dạng. Đây được khe biến dạng thì chúng ta biết là cái khe biến dạng tức là chúng ta phải tạo ra khe biến dạng hoặc là khe nhiệt luôn để đối với một công trình rất là dài. Đây theo phương đứng thì chúng ta biết là dưới là mặt đất. Thì do cái tài liệu khảo sát địa chất của chúng ta ấy, là chúng ta biết là các đất thì không thể đồng đều được. Trên trong thực tế là người ta phải tách ra thành các khe biến dạng. Tức là chuyển vị của khe bên này nó không ảnh hưởng sang kết cấu bên này. Những khe này gọi là khe biến dạng. Đấy. Tức là do cái phần móng của chúng ta. Đây phần móng đây. Phần móng này. Do cái phần công trình của chúng ta là L lớn. Cái này chiều dài lớn. Cho nên là do địa chất không đồng đều. Trên thường thường người ta phải tách ra thành các khe biến dạng. Đây. Thí dụ cái công trình của chúng ta là khe biến dạng. Khe biến dạng là tức là chúng ta phải tách nó ra. Cái phần móng bên này. Bên này chúng ta phải làm cái phần móng này. Mặc dù chúng ta chưa học móng thì thầy vẽ đây là phần móng. Đáng nghĩa là phần móng phải làm đối xứng thì chúng ta phải tách cái phần móng ra. Và bên này cũng tách phần móng ra. Để cái phần móng bên này xem như không ảnh hưởng đến phần móng bên này. Thực chất là nó ở cạnh nhau thì nó vẫn ảnh hưởng. Như đây cái khe này gọi là khe biến dạng. Cái khe thứ hai là khe động đất, khe nhiệt. Với công trình dài cũng thế, thì người ta tách ra khe nhiệt. Khe nhiệt thì tức là chúng ta biết là nóng thì nở ra mà lạnh thì co lại. Nhưng với cái dự án, chẳng hạn với cái công trình này 100m chẳng hạn, thì khi nhiệt độ nó sẽ ảnh hưởng đến công trình nhiều. Trên trong thực tế người ta cũng yêu cầu là tách ra thành các khe nhiệt độ
Tuy nhiên khe nhiệt độ thì người ta sử dụng là móng chung. Người tách phần thân thôi. Đấy. Lưu ý một cái là khe biến dạng thì phải tách phần móng. Tách móng. Còn khe nhiệt độ thì người ta sử dụng móng chung. Tuy nhiên trong thực tế mà làm như thế thì quá phức tạp. Nên hầu hết là chúng ta đều kết hợp khe biến dạng và khe nhiệt. Chúng ta nhớ nhìn thấy cái nhà H1 ấy. Cái nhà H1 của chúng ta là nó có các đơn nguyên khác nhau. Thì nó tách ra thành một khe, như khe đó chúng ta để các khe rất lớn. Cho nên là sinh viên các bạn là toàn ném rác vào giữa cái khe biến dạng đấy. Có nhìn thấy trong cái nhà H1 ấy, nó có các cái đơn nguyên khác nhau. Nó tách ra thành cái khe. Nhưng khe thì là một, thứ hai là do quá trình thi công ấy. Người ta đầu tiên là thi công đơn nguyên thứ nhất. Sau khi có tiền trong đầu thi công đơn thứ hai và thi công đơn nguyên thứ ba. Cho nên là các đơn nguyên này thì nó lại xử lý móng theo các khác nhau. Có chỗ thì xử lý móng băng, có chỗ thì xử lý móng cọc. Nên những cái khe biến dạng ở trong trường nhà H1 ấy là khá lớn. Khi nào các bạn quay lại trường, các bạn nhìn thấy cái chỗ khe biến dạng như các khối là khe biến dạng là khá lớn. Đấy. Như vậy thầy nhắc lại là đối với để hạn chế vấn đề ảnh hưởng của vấn đề lún không đều thì đối với các đối với công trình dài người ta tách ra các khe biến dạng. Khe biến dạng là tách móng ra. Không có móng chung giữa khối này và khối kia. Cái thứ hai là để tránh ảnh hưởng của vấn đề nhiệt độ thì người ta cũng tách ra các khe gọi là khe nhiệt độ. Đối với khe nhiệt độ thì yêu cầu là không cần phải tách móng, các móng có thể sử dụng móng chung. Tuy nhiên là phần thân là phải tách nhau ra. Chả như đối với các tiêu chuẩn cũ thì người quy định là không quá 60 mét phải tách ra một cái khe nhiệt độ đấy, thí dụ như thế. Nhưng bây giờ thì người ta lại cho phép là dùng nhiều hơn, bảo là nếu anh có thể sử dụng công trình dài 100 mét mà không phải tách khe nhiệt độ, nếu anh có thể tính được. Nhưng thực ra có ai tính được đâu. Các bạn cũng, mọi người cũng đưa vào trong phần mềm ETAP và cũng đưa ra chênh lệch nhiệt độ nào đấy như một tải trọng bên ngoài, sau đấy phân tích và để tính toán. Thế thôi, cái thì để chúng ta sẽ bàn bạc vào những phần sau. Đấy. Cái phần mà tính toán về, tuy nhiên trong phần thiết kế thì có vấn đề là phần tách móng và tách khe nhiệt là một trong vấn đề rất quan trọng. Đây, ví dụ chúng ta có một cái phần bể bơi. Bể bơi. Cái quan trọng nhất là cái phần bể bơi là bể bơi chúng ta biết là không bao giờ được nứt, bị mất nước. Thế nên trong quá trình thi công, trong quá trình thi công là người ta phải tách ra các cái mạch trường thi công. Tách ra các mạch trường thi công như này. Đây mạch trường thi công và sau người ta cấu tạo mạch trường thi công là đây người ta đổ bê tông như này. Đổ bê tông, đây phần bê tông đổ sẵn trước. Phần này bê tông đổ sẵn trước. Và cốt thép vẫn tiếp tục kéo sang bên này. Cái phần này để nguyên, không đổ bê tông vào. Đây là mạch ngừng thi công. Chờ cho bê tông này co ngót một thời gian, co ngót để tránh vấn đề về co ngót. Sau đấy người ta bắt đầu mới đổ bê tông vào. Người ta đổ bê tông vào, đây là người ta dùng cái vữa không co ngót đổ bê tông vào. Tuy nhiên, nếu mà chỉ làm được đơn giản, tức là nếu chúng ta chỉ kéo cốt thép sang bên bình thường như này thì không sao. Tuy nhiên, tại cái phần bê tông mới, bê tông cũ ấy, thì bởi vì chúng ta biết là các bể bơi này thường thường nó để ở có bể bơi ngầm chẳng hạn, thì ở dưới nó có các cái mực nước ngầm đi lên, và thường thường là cái phần này là phần nó gây ra nứt là một, cái thứ hai là phần bê tông nó sẽ gây ra nứt và nó thấm nước vào. Chính vậy mà người ta hay dùng các cái băng gọi là băng cản nước. Đây chúng ta nhìn thấy cấu tạo của băng cản nước. Băng cản nước này, đây người ta có thể đặt ở dưới này hoặc đặt ở giữa này. Tức là nguyên tắc là khi dưới tác dụng của các cái phần nước vào đây thì cái phần nước nó đi vòng vòng quanh và nó không đủ áp lực để truyền lên trên, thì cái vấn đề về băng cản nước này là một trong những cái không những để dùng trong các bể bơi mà dùng các cái khe co giãn rất tốt. Đấy. Thì hiện nay với công nghệ mà phát triển lên thì các cái băng này, nó ngày xưa nó không có cái băng này mà người ta chỉ dùng là các cái băng, cái tấm băng đồng ấy, thì các bể bơi của chúng ta là rất dễ bị nứt và rất dễ bị mất nước. Còn bây giờ thì với các cái băng này để người ta sử dụng vào các cái mạch ngừng thi công hoặc là tạo ra các khe co giãn. Đấy. Thì đây là một cái mà ứng dụng khá tốt trong thực tế. Cái này là trong quá trình thi công. Còn trong quá trình sử dụng thì đấy chính là kho biến dạng và khe nhiệt. Còn cái khe co giãn này này, thực chất là nó phục vụ trong quá trình thi công và một phần trong quá trình sử dụng.
thì trong bây giờ thì nó có các cái công nghệ khác nhau để có thể hạn chế được các cái trong quá trình thi công. Tuy nhiên trong quá trình thi công thì chúng ta đã phải đưa ra các cái giải pháp là tránh các cái phần cho kết cấu chúng ta không bị nứt, hoặc là dưới tác dụng của phần co ngót, hoặc là nó bị chuyển vị không đều trong quá trình thi công cũng như trong quá trình sử dụng. Đấy, thì cái này các bạn lưu ý. Rồi. Đây thí dụ trong tiêu chuẩn 5574/2012 mà bây giờ chúng ta sẽ có 5574/2018 thì người ta yêu cầu chẳng như là điều kiện làm việc của kết cấu thì người ta yêu cầu chiều dài lớn nhất để có thể tạo ra các cái khe biến dạng và khe co gót vân vân đại khái như vậy. Nên là khoảng cách lớn nhất giữa khe co giãn nhiệt cho phép không cần tính toán. Tuy nhiên bây giờ chúng ta nhìn thấy là ui, một cái dự án nhà nhiều tầng mà cứ 60 mét lại phải tách ra thì quá kinh khủng, hoặc là 50 mét vân vân, hoặc ngoài trời 40 mét. Cho nên hiện nay thôi, cái này trong tiêu chuẩn nó cho là không cần tính toán. Còn tôi tính toán, tôi có thể bố trí lên đến 100 mét. Rồi. Và tính toán kiểu gì? Đó chính là vấn đề tin học xây dựng của các bạn ấy. Tức là các phần mềm tính toán làm thế nào để tính ra được là khi trong trường hợp ấy nó xuất hiện các ứng suất kéo ở vùng nào do nhiệt độ để bố trí thêm thép thôi. Đấy, như vậy. Như vậy, trong vấn đề về thiết kế một cái cấu bê tông có thép nói chung ấy, thì vấn đề sơ đồ kết cấu là một vấn đề quan trọng. Sau khi có sơ đồ kết cấu thì các quy trình các bạn làm rồi. Nhưng vấn đề cấu tạo là trong vấn đề thiết kế cái cấu bê tông cốt thép, chúng ta lưu ý có hai phần thứ nhất là phần tính toán và phần thứ hai là phần cấu tạo. Phần tính toán các kỹ sư Việt Nam của chúng ta khá tốt, tuy nhiên phần cấu tạo thì đúng như gà mắc tóc. Tuy nhiên phần cấu tạo chúng ta không có một phần học riêng. Phần cấu tạo đây là cấu tạo cốt thép, cấu tạo khe co giãn, khe nhiệt, tất cả cái này gọi là cấu tạo, thì cái phần này là kỹ sư Việt Nam chúng ta là khá yếu. Trên cái này nó cũng dần dần trong quá trình học thì các bạn thầy có nói được thêm phần gì thì phần thôi. Còn thể hiện bản vẽ thì cái này thôi, cái này không cần, trong quá trình học các bạn biết rồi. Rồi. Bài học ra thì học thế thôi. Rồi. Các bạn có đề xuất gì không? Alo lớp. Các bạn đâu hết rồi? Thầy ơi, thầy sau thầy có thể giảm chậm hơn được nữa không thầy? Vẫn chậm à? Vẫn nhanh à? Dạ vâng ạ. Thầy tưởng những vấn đề là nói về bê tông một thì thầy nói hơi nhanh rồi. Cái này nhắc lại cái phần kiến thức cũ là chính. Thôi trong bài sau thầy giảng chậm mà. Các bạn lưu ý một cái là khi nào mà thầy giảng nhanh thì các bạn bật mic lên nói, hoặc là các bạn ấn chat trên màn hình để thầy nhắc thầy cái, có khi thầy không để ý. Nha. Nhớ nhá. Dạ vâng ạ. Ừ, có vấn đề gì đâu thì cái này dạy trên online thì nhiều khi thầy cứ giảng nhanh quá các bạn không theo kịp. Rồi, đặc biệt là các bài sau. Bài sau là trên phần sau là chúng ta sẽ đi thẳng vào phần khung bê tông cốt thép, tức là phần đây chính là nội dung chính của phần đồ án bê tông 2. Rồi. Lớp có hỏi thêm gì không ạ? Trước các bài giảng thầy sẽ gửi cho lớp cái phần tài liệu trước. Rồi. Thầy chào các bạn. Vâng ạ, em chào thầy ạ. Dạ thầy ạ. Chào bạn. Ok.